Mình làm tôi đi bộ hôm nay mình sẽ quay về hướng đi shop kiếm tiền. Ý mình kiếm số quá để mua con chữ M. Mua con hạt M. Hiểu không? Lên. Hôm nay mình chỉ chơi 2 trận thôi. Oh my god. 18.000. Nhìn nhìn. Tại vừa sót nè. Oh, đi lô quay ô, nên được giảm giá. Try. Try now. Oh, mình sẽ thử chơi con Tiger Shark. Hôm nay mình chỉ chơi con này thử. Chơi thử đấy, nhưng mà hôm nay mình chỉ chơi hai chán thôi. Ở đâu một chén thôi. Vậy thôi. Rồi tôi sẽ ăn hết mà thôi. Mua hẹt hẹt hẹt. Tiger Shark này thôi. Let's play this game. Thank you.
Anh rất sắc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Có phải mày hay đi ạ? Thôi, bye bye mọi người nha.